Tập 28. Thực ra Mã Dính Trinh bị sao vậy? Cô đến trễ hơn tôi. Không muốn lên mặt sao? Đừng vội, đừng vội. Chờ thêm chút đi. Sao phải chờ hắn vậy? Thi đấu có quy định của thi đấu. Thời gian đến rồi mà người chưa đến, xem như là thua. Tiểu Điệp, sao con nôn nóng vậy? Con sợ La Trạm không thể đánh bại Mã Dính Trinh. Tuy võ công của La Trạm rất giỏi, nhưng muốn đánh lại Mã Dính Trinh không phải chuyện đơn giản đâu. Bác sĩ Tôn, Dĩ Trinh thế nào rồi? Tối qua tôi đến khám cho ảnh, tôi chưa dám khẳng định, nhưng bây giờ cho thấy ảnh thật sự không đến nổi. Chẳng qua thuốc an thần vẫn chưa qua hết, e là qua mấy tiếng đồng hồ mới tỉnh được. Tại sao Dĩ Trinh lại uống thuốc an thần vậy? Tôi cũng không dám xác định đây là thuốc an thần, nhưng nó phải là loại thuốc có hiệu quả tương đương. Nhưng sắp tới giờ thi đấu rồi. Với tình trạng hiện nay của Dĩ Trinh cho thấy thi đấu không hẳn là chuyện tốt. Võ công của ảnh và La Trạm vốn là ngang tài ngang sức, nếu như ảnh cố đấu, tôi nghĩ nhất định sẽ thua La Trạm. Nhưng nếu chúng ta không ra mặt đúng hẹn, nhất định sẽ làm cho người ta hiểu lầm chúng ta tham sinh quý tử, không dám thi đấu. Dĩ Trinh anh ấy có thành tích huy hoàng như ngày hôm nay tại bến Thượng Hải không phải do người ta thổi phồng, mà là nhờ vào quyền cước của anh ấy giành lấy được. Cho dù hôm nay anh ấy có vắng mặt, cũng không ai cho rằng anh ấy là thằng hèn. Lâu quá vậy? Lâu quá đi. Nắng bỏ trời quá trời quá đất. À, hay là gì? Tôi ra ngoài coi sao. Được. À, đi mau lên, mau lên. Đại ca, đã tới giờ thi đấu rồi. Tôi nghĩ Mã Viễn Chuyên không đến thi đấu đâu. Cứ tuyên bố cậu ấy tự ý bỏ cuộc, tất cả mọi hậu quả sẽ do Chấn Đông Ban tự gánh vác. Tôi đã trọn tình trọn nghĩa. Trên khoản nợ này, tôi và Chấn Đông Bàn phải tính sổ thôi. Phải. Để Mã Dính Trinh tính sổ. Giờ thi đấu vẫn chưa tới. Ông nói như vậy có phải là hơi sớm không? Xin được hỏi vị phu nhân này. Ông chủ Bạch, ông không nhớ tôi sao? Tại trại ngựa Sơn Đông, chúng ta đã từng gặp nhau. À, bà là mẹ của Mã Dính Trinh. Xem như ông còn nhớ. Dính Trinh đang bị thương, không thể đến đây được. Trận đấu này tôi thay thế nó. Hả? 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 Đại nương nói gì vậy? Uổng cho Mã Dính Trinh là một vị ban chủ, đến giờ thi đấu đích thân không dám đến, kêu mẹ mình đấu thay. Hắn không thẹn là đứa con có hiếu đó. Các ngươi cười gì vậy? Bởi vậy đúng là thảo đáng mà. Chủ đâu phải ai đâu á. Nhanh quá vậy. Bà Tám kìa. Ủa gì vậy? 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 Ủa gì vậ
sao? Muốn gì? Hả? Chuyện của mày hả? Sao? Chuyện lời hả? Chết hả? Sao mày? Sao? Mã lão phu nhân, bà làm vậy là ý gì? Nghe nói quy định của Bạch gia rất nghiêm, thưởng phạt rõ ràng. Dù sao tôi cũng làm vai trên, người của ông lên tiếng sỉ nhục tôi, có đáng phạt không? Được, Mã lão phu nhân nói rất đúng. Nhưng mà bà đòi đấu thay cho con bà, vậy tôi mít lòng trước đặng lòng sau. Trên võ đài thi đấu, quyền cước không có mắt, sống hay chết không ai biết trước được đâu. Đừng nói chuyện dư hơi. Nếu như hôm nay tôi thắng, ân oán giữa Bạch gia và Chấn Đông Bang sẽ được xóa bỏ. Song phản, Mã lão phu nhân người thật nói ngay. Nếu đã như vậy, tôi cung kính không bằng tuân mệnh. La Trạm, đại ca, trận thi đấu này tôi không thể tham dự. Mã đại nương, đối thủ hôm nay của tôi là Mã Vĩnh Trinh. Nếu Mã Vĩnh Trinh không thể có mặt tại hiện trường, tôi chấp nhận dời ngày lại. Nếu tôi đã thương bà, vì dạng bối thắng cũng không có dễ dàng gì. Cậu lếu láo lắm. Cậu không đánh, tôi đánh. Cỡ như cậu vậy cũng xứng đáng đấu với con tôi sao? Cậu tự đánh giá quá cao đó. Lên đấu đi. Cảm ơn Mã đại nương. Đã nương tay cho. Tay nghề khá lắm, nhưng theo lầm người rồi. Đánh quá hay phải không? Đánh hay thiệt ha. Ừ. Võ công vậy mới là võ công chứ. Ông chủ Bạch, từ nay ân oán giữa Bạch gia và Chấn Đông Bang xem như xóa bỏ. Nếu không, người làm trái quy định sẽ là ông đó. Được, Mã lão phu nhân xin bà yên tâm. Bạch mẫu nói được làm được.
Mạnh lên nữa. Mạnh lên hai thằng. Mạnh lên nữa. Giỏi lắm. Phục, giỏi. Quả nhiên lại hai luôn. Đi, 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 đi. Hay quá ha. Đánh hay quá. Vĩnh Trinh, lúc này là lúc nào vậy? Bây giờ hả? Bây giờ đã đến giờ ăn cơm rồi. Em nói sao? Bây giờ anh có nôn nóng cũng như không? Đã hết giờ thi đấu rồi. Sao em không kêu anh vậy? Anh ngủ say như heo vậy, làm sao anh đánh thức anh được? Ê, anh đi đâu vậy? Anh đi tìm bà đầu ghẻ. Trước khi anh muốn đi á, ra phía sau giường xem thử, bọn họ loạn lên cả rồi á. À, ngồi đi, ngồi đi. Đại nương à, uống trà đi. Ê, cứ đưa trà tôi nha. Các cậu đứng đây làm gì? Sao không đi luyện công mà vào đây bu quanh tôi làm gì? Đại nương à, võ công của bà quá lợi hại, chỉ cần vài chiêu đánh bại La Trạm rồi, chứ lại bà không mệt mỏi gì hết. Có phải không? Đúng rồi đó. Đại nương à, theo như con nghĩ, võ công của bà không thua kém Lương Hồng Ngọc ngày xưa. Làm mấy thứ quà mới đúng. Đúng không? Nói các cậu đó nha. Hả? Quyền cước á thì không thấy tiến bộ, còn miệng lưỡi thì càng ngày càng lợi hại. Miệng lưỡi nhiều á. Sư phụ. Bà đây cả. Sư phụ. Sư phụ. Mẹ. Lẽ ra mẹ không muốn nhúng tay vào chuyện này đâu, nhưng vì sức khỏe của con quá yếu, quyền cước không có mắt, lỡ như có sơ suất gì, mẹ không muốn mất đứa con như con đâu. Hôm qua đại nương nấu cháo cho anh, đã lén bỏ thuốc an thần vào, là vì muốn cho anh một giấc ngủ say, đừng có nghĩ ngợi gì cả. Mẹ, không may hôm nay có mệnh hệ gì, phận làm con như con, nên làm sao đây? Con tưởng mẹ con đã già thật sao? Thành bà cụ rồi nên đánh không nổi chứ gì. Mẹ cho con hay, con đừng tưởng bọn người đó lễ phép, kêu con mã ban chủ, ông chủ mã. Không may con làm trái ý của mẹ, mẹ cũng sẽ cho con biết tay thôi. Nhắc đến mới nói, lần này xem như vừa qua rồi, con đường sau này đi như thế nào phải trông cậy vào con đó. Mẹ, con hiểu rồi. Ba, thắng bại là lẽ thường tình của người cầm quân. Chúng ta... Thôi được, thôi được. Anh giận làm gì? Đại ca, La Trạm không giỏi bằng người ta, muốn đánh muốn phạt, đại ca cứ tự nhiên. Cho dù có xử anh thế nào cũng không thể cứu vãn sĩ diện của Bạch gia. Anh nói vậy ý là sao? Chẳng lẽ tôi không phải là người của Bạch gia sao? Chẳng lẽ hôm nay tôi cố tình thua trận à? Kể cả một bà già anh cũng đánh không lại, có phải anh cố ý hay không tự anh mới biết rõ. Anh đừng bước. Vừa rồi tôi thấy anh bị bà cụ đó tát hai bạt tay, anh hoàn toàn không kịp phản ứng,
Không lẽ anh cũng cố ý hay sao? Cô hai, câm miệng cho tôi. Mới xảy ra chút chuyện đã oan trách lẫn nhau, chỉ biết chà đạp lên nhau. Có giỏi thì đi tìm Mã Vĩnh Trinh mà tính sổ đi, đừng đứng ở đây mà nói chuyện dư hơi. Đúng vậy, thắng bại là lẽ thường tình của người cầm quân. Tôi được như ngày hôm nay cũng từng chịu lép vế không ít. Không phải tôi giận chuyện đó, tôi giận là vì Chấn Đồng Bang có một Mã Vĩnh Trinh chưa đủ, nay lại thêm một Mã Lão Phu Nhân nữa. Sau này chúng ta muốn đấu với Chấn Đồng Bang chẳng phải là khó khăn hơn sao? Ba, có đáng kể gì đâu, chỉ là một bà cụ thôi. Hảo hán còn phải sợ đông người, cùng lắm bạch và chúng ta dốc hết nhân lực liều với họ một phen. Ông chủ Bạch, em nghĩ anh không nên quá lo xa. Chấn Đông Bang đánh giỏi, suy cho cùng cũng chỉ là hạng vũ phu thôi, cứ giành được thiên hạ, có ai không phải nhờ vào mưu trí đâu. Đây đây đây, rót đầy, rót đầy, rót đầy nha, rót đầy, rót đầy. Nè, mà đây đưa. Trong cuộc đời của tiểu hoa đao này chưa từng phục vụ đàn bà nào, bà là người đầu tiên. Nào, kính mời một ly. Mà đây nương à, báo đao của bà còn bén lắm, cân quắc không thua mày đâu. À, hôm nay vô quý tôi phải phục bà luôn á. Mẹ nương, con lấy trà thay rượu, cạn ly. Vậy chúng ta không say không về. À, phải phải. Còn tốt nữa, mời. Ly rượu này tôi sẽ uống, nhưng các cậu ngồi xuống trước. Ngồi đi, ngồi đi. Vậy mình ngồi xuống đi ha, ngồi xuống ha. Ngồi. Các cậu theo Vĩnh Trinh dựng lên Chấn Đông Bang, góp sức cho dân, giúp đỡ bà con, đây là chuyện tốt. Nhưng giang hồ hiểm ác, chỉ riêng Bạch Đầu Ghẻ trước mắt đã xem mọi người như cái gai trong mắt, kim trong tim. Sau này cho dù mọi người có làm chuyện gì cũng phải cẩn thận hơn mới được. Có đại nương và sư phụ, chúng con không sợ Bạch Đầu Ghẻ đâu. Võ công có giỏi, nhưng người bằng xương bằng thịt, có nhanh tay đi nữa, liệu có thể nhanh hơn súng đạn không? Nếu nói tới thị xã, các thượng hải này không ai sánh bằng Đoạn Tiểu Thơ đây đâu. Phải. Võ công giỏi nhất, bắn súng giỏi nhất đều thuộc về Chấn Đông Bang chúng ta. Tôi dám chắc Bạch Đầu Ghẻ không dám tới đây gây chuyện đâu. Đúng rồi. Tôi không muốn chứng kiến người ta đến gây hấn với Chấn Đông Bang, càng không muốn chứng kiến Chấn Đông Bang đi gây hấn với người khác. Mẹ, chuyện đó mẹ yên tâm. Con thành lập Chấn Đông Bang chỉ muốn cho anh em chúng ta có một chỗ đứng trong xã hội. Giả lại, con sẽ cho họ có một cuộc sống ổn định. Số anh em của con tuyệt đối không đi gây hấn với người ta đâu. Đúng đấy đại nương, muốn trừ dẫn tại bến Thượng Hải không dễ đâu. Huống hồ xưa nay Chấn Đông Bang ta đều dĩ hòa di quý, chẳng qua tên Bạch Đầu Ghẻ không chịu để yên cho chúng ta, cứ đến gây rắc rối cho chúng ta. Tôi hiểu ý của mọi người rồi. Xưa nay tôi không chủ trương Vĩnh Trinh thành lập bang hội gì hết, nhưng chuyện đã như vậy, tôi không phản đối làm gì nữa. Nhưng mà đầu óc của Vĩnh Trinh quá đơn giản, tôi chỉ sợ nó rơi vào bẫy của người ta. Mẹ, con đón mẹ đến Thượng Hải mục đích là con muốn đưa mẹ đến đây để hưởng phước, nào ngờ con lại bắt mẹ chịu khổ. Nghe con nói như vậy, mẹ thấy vững bụng hơn. Đại nương, có Đoạn Tiểu Thơ ở bên cạnh sư phụ, bà có thể yên tâm rồi. Ý, đúng. Mà đại ca và Đoạn Tiểu Thơ lẽ ra phải là một nhà, có đúng không? Hả? Này Dương Quý, câm miệng. Ê, nào đại nương à. Đừng nói nữa. Có những chuyện người ngoài có nôn nóng cũng không được gì, quan trọng nhất vẫn phải xem ý họ thế nào. Đúng, đại nương nói đúng đó. Lãnh Thúy, cô chăm sóc Vĩnh Trinh bấy lâu nay, người làm mẹ như tôi thành thật cảm ơn cô. Tôi uống với cô một ly. Lãnh Thúy không dám. Giỏi quá. Và những anh em của Vĩnh Trinh nữa, tôi kính các cậu một ly. Nào, mời.
Mà Diễn Trinh có những anh em như vậy chết không ân hận. Diễn Trinh, tối nay anh cảm thấy vui lắm phải không? Phải, tuy anh đã uống khá nhiều rượu nhưng anh thấy vui lắm. Tại vì hôm nay không chỉ quá dài sự tranh đấu với Bạch Gia, giá lại điều quan trọng là anh đã khỏi bệnh, cho nên anh mới thấy vui. À đúng rồi, dạo trước em nhận chuyến hàng giùm người Tây Dương đã đến rồi. Nay mai anh rảnh không? Em dẫn anh đến kho hàng xem thử. Được. Diễn Trinh, chuyện gì vậy? Có phải anh có chuyện buồn gì không? Anh đâu có chuyện buồn gì đâu. Anh có chuyện gì mau kể cho em nghe đi. Những lời mà Du Quý vừa nói với mẹ anh, em được giữ trong lòng làm gì? Thì ra là vì chuyện đó. Có lý nào em lại nhớ trong lòng chứ? Em yên tâm, anh sẽ dạy lại anh ấy. Họ cứ hay nói đùa như vậy, em đừng bao giờ giữ trong lòng nha. Anh yên tâm, em không có đâu. Đã khuya lắm rồi, anh nghỉ ngơi cho khỏe. Được, em cũng đi nghỉ đi. Là đại ca, anh phải trả thù cho ông chủ Tuyết nha. Tụi chúng ta là những anh em không có tiếng tăm trong Ngũ Hồ Bang, nhưng ông chủ Tuyết đối xử chúng ta rất tốt. Mối thù này chúng ta nhất định phải trả. Phải. Tâm trạng của tôi cũng như các anh vậy. Năm xưa may mắn thoát chết, trở về bến Thư Hải là vì muốn trả thù cho Tuyết lão đại. Nhưng mà với thực lực của chúng ta vẫn chưa đủ. Do đó tôi đã đi theo Bạch Đồ Ghẻ làm em út của Bạch Gia. Người này là người mà Bạch Đồ Ghẻ tin tưởng nhất. Bưu Gia. Bưu Gia. Bưu Gia. Tôi nghe lại Trạm nói các anh là bậc hảo hán lừng danh, tại sao phải ở lại Chấn Đông Bang chịu khổ, chi bằng đi theo Bạch Gia chúng ta. Các anh nghe đây, các anh có thể yên tâm, ông chú Bạch biết trọng dụng người tài, vả lại ông ấy không ghi thù. Tiết lão đại đã bị Mã Vĩnh Trinh hại chết, mối thù này chúng ta phải trả. Thế lực hiện giờ của Bạch gia như mặt trời giữa trưa, huống hồ ông chú Bạch muốn đối phó với Mã Vĩnh Trinh, cơ hội ngàn năm hiếm có gì vậy. Các anh phải suy nghĩ cho kỹ. Suy nghĩ làm gì? Ra đây ca, chúng tôi nghe lời anh. Phải, chúng tôi còn một số anh em, sáng mai tôi sẽ đưa họ đến đây góp sức cho Bạch gia. Không, các anh tiếp tục ở lại đó, tôi có chuyện cần giao cho các anh. Đúng vậy, kêu các anh ở lại đó là vì có chuyện quan trọng hơn cần các anh hoàn thành. Ủa, Cúc Trì. Cúc Trì, đã lâu không gặp. Ban chủ, sao ông lại biết tôi ở đây vậy? Tôi nghe người làm trong cánh hát nói, trong họ có người gặp cô ở đây. Ban chủ, nào, mời ông vào nhà. Được. Cúc Trì à, sao cô phải làm vậy? Ban chủ, mời ông ngồi. Mời dùng trà. Được. Thực ra tôi không khổ, tôi cảm thấy cuộc sống ở đây rất tốt, không như ông nghĩ đâu.
Bàn chủ, mới sáng sớm ông đến tìm tôi, chẳng hay có chuyện gì. Hôm nay tôi đến tìm cô là mời cô về gánh hát. Về gánh hát hả? Phải, tôi mang theo thành ý thật lòng tới mời cô về. Bàn chủ, ông đừng nói đùa nữa. Nói đùa sao? Cúc Trì à, cô nhìn tôi có giống nói đùa không? Tôi rất nghiêm túc đó. Cúc Trì, năm xưa cô làm đào chính trong gánh hát ha? Ngày nào cũng đông nghẹt người. Có một số khách quen nghe tin cô sẽ quay về, họ vui mừng hết biết luôn. Ai nấy cũng mong cô sớm quay về. Ban chủ, thật ra tôi cảm thấy đào mới trong gánh hát hiện giờ đâu thua kém tôi. Vả lại cũ không bằng mới. Dù sao thì tôi cũng đã lỗi thời rồi. Nhưng ban chủ còn nghĩ đến tôi, Cúc Trì thật lòng cảm kích ông. Cúc Trì à, tài năng của cô mà sống trong hoàn cảnh này là uổng phí tài năng quá. Thôi được, cô suy nghĩ cho kỹ đi, được không? Thật ra lúc tôi vừa trở về Thượng Hải, tôi thật sự đã nghĩ như ông vậy. Nhưng sau đó tôi cân nhắc lại, trong cuộc đời con người, miễn sao mình cảm thấy vui thì được rồi. Vấn đề là cô có cảm thấy vui hay không? Tôi... Thôi được, tôi có mang theo ngân phiếu 500 đồng, cô hãy nhận lấy đi. Đủ rồi, ban chủ. Đủ rồi, tôi chỉ nhấn mạnh một câu, nhất định phải quay về, mọi người đang chờ cô đó, hả? Sao hả? Cúc Trì có hứa không? Ông chủ Mã, những gì cần nói tôi đã nói rồi. Nhưng mà qua cử chỉ của cổ, tôi nghĩ cổ không đồng ý đâu. Ông chủ Mã, ông không nên quá nôn nóng. Chuyện gì cũng phải từng bước một. Có công mài sắc mà. Hả? Ông chủ Lục, ông ráng giúp tôi chuyện này nha. Chuyện đó ông yên tâm. Tâm ý mà ông chủ Mã dành cho Cúc Trì, tôi có thể hiểu được. Còn mặt khác, tôi và Cúc Trì quen nhau nhiều năm trời, tôi cũng không muốn chứng kiến cổ sống như bây giờ đâu. Mã Vĩnh Trinh, ông chủ Mã, đây là ngân phiếu của anh, trả cho anh. Cúc Trì, ông chủ Mã, mong ông hãy tự trọng. Nè Cúc Trì, tại sao em cứ phải làm như vậy? Tại sao em cho anh chứng kiến em tự hành hạ mình? Em muốn trả thù anh sao? Tại sao em phải tự hành hạ mình? Lý do gì em phải tự hành hạ mình? Ông chủ Mã, thực ra anh không nên quấy rầy cuộc sống của em. Em sống rất vui vẻ, em không cần anh quan tâm và thương hại, càng không cần anh bố thí. Đây không phải là thương hại, càng không phải là bố thí. Em biết mà, em hiểu mà. Ý anh là... Anh cầm miệng, em không muốn nghe, anh càng không nên nói. Được, em không muốn nghe, anh sẽ không nói nữa. Nhưng dù anh không nói, em cũng hiểu rõ trong lòng. Anh... Cúc Trì, em có cần đối xử lạnh lùng như vậy không? Cho dù chúng ta là bạn bè thông thường, em cũng không nên đối xử với anh như vậy. Anh tưởng mình là ai? Tại sao em phải xếp anh như bạn? Trước kia không có, sau này càng không thể. Cúc Trì! Còn nữa, những lời mà em cần nói, em đã nói với anh từ lâu rồi. Em xin anh sau này đừng đến quấy rầy em nữa. Anh tự lo liệu lấy đi. Sư phụ! Sư phụ! Hả? Sư phụ! Sư phụ về rồi hả? Có chuyện gì? Xảy ra chuyện lớn rồi. Chính là phía Đoàn Tiểu Thơ đó. Ê, chuyện... có chuyện gì từ từ nói. Đó là chính là phía kho hàng. Kho hàng xảy ra chuyện rồi. Vĩnh Trinh, làm sao? Ông chủ Phương đây? Ông chủ Lưu, ông chủ Mã. Ông chủ Mã có mặt thì tốt rồi. Về chuyện này cậu phải giải thích cho rõ ràng đó nha. Xảy ra chuyện gì vậy? Số giải của ông chủ Phương toàn bộ biến thành giải dụng, còn số rượu tay của ông chủ Lưu giờ chỉ còn vỏ chai thôi. Sao hả? Tại sao lại như vậy? Ông chủ Mã, chúng tôi cũng muốn biết tại sao lại như vậy. Phải,
Hai số hàng cộng lại trị giá hơn 10.000. Chiếu theo hợp đồng, nếu cậu không có hàng giao cho chúng tôi, cậu phải bồi thường gấp đôi. Hai vị à, hai vị không nên quá lo. Hai vị đâu phải lần đầu tiên làm ăn với chấn đóng bang chúng tôi đâu. Hy vọng hai vị cho chúng tôi thời gian để điều tra, chúng tôi sẽ bàn giao rõ ràng với hai vị. Chúng tôi cho các vị thời gian, vậy ai cho chúng tôi thời gian đây? Cô cũng biết thời gian là vàng bạc mà. Đúng nè, rồi. Xin các vị hãy yên tâm, sự này chấn đóng bang chúng tôi rất có uy tín. Nếu đến hẹn mà chúng tôi vẫn không có hàng giao, tôi sẽ bồi thường theo hợp đồng. À, nhớ nha. Mấy ngày qua do ai coi chừng kho? Là thằng Hải với thằng Nguyên á. Vậy họ đâu rồi? Tạm thời chưa tìm được. Tôi đã phái người đi tìm họ rồi. Nếu có tin tức, họ sẽ báo ngay cho tôi biết. Bằng mọi giá phải tìm cho ra hai người đó. Chúng ta phải nhanh chóng làm sáng tỏ chuyện này. Má đại ca, tôi nghĩ chắc là hai thằng đó ra tay. Thằng Nguyên, thằng Hải theo đại ca đã lâu, tụi nó không dám làm đâu. Chuyện đó khó nói lắm, làm người khó đoán, nước biển khó đông. Có tiền thì mua tin cũng được mà. Đúng vậy, nếu không có tự giật mình, sao họ lại đột nhiên mất tích được? Anh đã điều tra rõ tẩy của hai người đó chưa? Cả hai người đó vốn là người cũ của Ngũ Hồ Bang. Suy cho cùng, họ cũng là thuộc hạ cũ của tôi. Sau khi Ngũ Hồ Bang giải tán, tôi thấy họ không nơi nương tựa, cho nên đã kêu họ về theo tôi làm ăn. Sao? Lãnh Tiểu Thư nghi ngờ hai người đó hả? Chưa có bằng chứng rõ ràng, tôi không dám nói bậy. Nhưng mà với trực giác của đàn bà, tôi thấy họ đáng nghi lắm. Bây giờ tôi sẽ đi tìm họ để làm sáng tỏ mọi chuyện. Được. Ừ. Ông chủ Mã, tôi đã nghe kể về chuyện xảy ra trong kho hàng, không biết ông định xử lý thế nào. Tất nhiên tôi có cách xử lý. Nếu xử lý không xong, tất nhiên phải bồi thường theo hợp đồng đã ký. À, vậy là tốt. Nhưng mà tôi vẫn muốn cậu ký thêm một bản cam kết. Bản cam kết gì? Bản cam kết của Hội Hoa Thương. Tôi là chủ tịch của Hội Hoa Thương, xảy ra chuyện như vậy tất nhiên do tôi phải đứng ra xử lý. Tôi và ông chủ Phương, ông chủ Lưu đâu phải lần đầu làm ăn với nhau. Huống hồ những người có mặt hôm nay đều là quan thương có uy tín tại Thượng Hải. Chẳng lẽ sợ Mã Vĩnh Trinh quỵt nợ hay sao? Bản tính của ông chủ Mã tất cả chúng tôi đều biết rõ mà. Nhưng cậu là thành viên của Hoa Thương Tổng Hội, tôi có quyền hạn đó, có trách nhiệm đó để yêu cầu cậu ký bản cam kết. Không may xảy ra chuyện gì thì Hội Hoa Thương có thể làm chủ cho ông chủ Phương và ông chủ Lưu. Tất nhiên rồi, nếu như cậu không ký, tôi cũng không ép cậu đâu. Nhưng mà xem như cậu tự ý rút khỏi Hội Hoa Thương. Được, tôi ký. Sư phụ, nếu như sau khi hợp đồng hết hạn mà chúng ta vẫn chưa tìm được số hàng đó, chẳng lẽ chúng ta phải bồi thường thật sao? Trong hợp đồng ghi rõ bằng giấy trắng mực đen, làm sao chúng ta quỵt được? Giả lại số hàng đó đã mất trong kho của chúng ta, làm sao đổ trách nhiệm được chứ? Sư phụ à, vậy liệu có phải là cái bẫy của Bạch Đầu Ghẻ không? Thực ra em cũng nghĩ vậy. Nếu không được sự bảo vệ của Bạch Đầu Ghẻ, ai dám bạo gan đến nỗi dám ra tay ngay trong kho hàng của chấn Đông Bang chúng ta chứ? Cứ cho là em nói đúng, nhưng mà chúng ta không có bằng chứng thì biết làm sao đây? Chúng ta vẫn phải bồi thường. Sư phụ! Sao hả Tiểu Ngô? Chưa tìm được họ. Với lại số dụng cụ bằng bạc trong kho hàng cũng bị dọn đi hết rồi. Hả? Marika, hôm trước tôi là người đã yêu cầu giữ họ lại, nay xảy ra chuyện như vậy, muốn đánh muốn phạt, Tiểu Hoa Đao tôi chấp nhận gánh vác một mình. Ê, anh mau đứng dậy đi. Mã đại ca đối với Tiểu Hoa Đao này có thể nói ân trọng như núi. Mạng của tôi từ lâu đã thuộc về anh rồi. Nếu vì chuyện này mà mang lại bất kỳ rắc rối gì cho chấn Đông Bang, Tiểu Hoa Đao này chấp nhận chết để đỡ tội. Sao anh lại nói như vậy?
miễn là anh em trong chấn Đông Mai chúng ta có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Tiểu Qua Đào, chẳng lẽ mạng của anh có thể đổi lại số hàng đó hay sao? Mà Vĩnh Trinh tôi chỉ cần anh em, chỉ cần có anh em bên cạnh, không có chuyện gì là không giải quyết được. Marika, nay chúng ta là người Bạch gia rồi, có ông chủ Bạch che chở cho chúng ta đâu cần sợ Mã Vĩnh Trinh nữa. Nói thì nói vậy thôi, tôi chỉ sợ sau này họ qua cầu rút ván, vậy chúng ta sẽ chết không chỗ chôn á. Không thể nào, bộ anh không tin La đại ca hay sao? Không phải tôi không tin La đại ca, mà là tôi không tin tên đường bu đó thôi. Hay là vậy, bây giờ chúng ta đã có tiền rồi, chúng ta tìm chỗ tránh mặt, xem tình hình rồi tính sau. Uổng câu tôi xem các anh như anh em, hôm nay tôi phải kết liễu tất cả mọi chuyện. Đâu vậy? Sao anh lại nói như vậy? Tôi đâu có làm chuyện gì có lỗi với anh. Chuyện đã như vậy còn muốn chối cãi hay sao? Cho dù giết chết các người, tôi cũng không thể trút giận trong lòng được. Nói, số hàng ở đâu? Tôi không biết. Bưu gia. A Kiện, cậu thấy sao? Hắn là ai vậy? Trước kia thuộc bên cạnh của chấn Đông Bang, bây giờ là người của chúng ta rồi. A Kiện, xảy ra chuyện gì? Bưu gia, chúng tôi gặp người của chấn Đông Bang, họ đã đưa A Cường đi khỏi rồi. Chấn Đông Bang hiếp người quá đáng, gia nhập vào Bạch gia thì sao? Không lẽ phải dùng người ta vào đường cùng hả? Mà Vĩnh Trinh, sao tôi tính sổ với anh thế nào? Sao anh còn ngơ ngác mà thôi, tôi tìm anh Vĩnh Trinh. Nè, các người làm gì vậy? Chúng tôi là chấn Đông Bang, đến đây là lấy lại số hàng của chúng tôi. Chấn Đông Bang hả? Hàng của chấn Đông Bang lại đến Bạch gia chúng tôi lấy? Đừng giả bộ nữa, không có bằng chứng chúng tôi tới đây làm gì? Đừng nghe họ lại nhảy nữa, chỉ cần khám xét sẽ biết ngay thôi. Cho chúng tôi không có hàng của các anh. Tôi cho anh hay, hôm nay cho dù chúng tôi phải bỏ mạng không phải khám xét. Nè, cứ cho họ khám xét, tại chỗ của chúng ta không có hàng của họ. Ê, bình nó né ra, cho họ vào khám đi. Muốn giết người bất tiện hả? Sư phụ. Bạch cô nương, khi không cô lại xông vô đây vậy? Mã Vĩnh Trinh, anh đừng giả vờ nữa. Anh em của anh muốn đi thay Bạch gia chúng tôi, nhưng người ta không muốn thay một vị đại ca như anh. Không lẽ vì vậy mà anh phải đuổi giết họ sao? Những lời cô nói tôi nghe không hiểu. Không hiểu? Không lẽ bắt tôi phải dắt họ đến anh mới thừa nhận sao? Sư phụ. Sao hả, tìm thấy họ chưa? Đã tìm được họ rồi, nhưng mà cái gì? A Kiện bỏ trốn, A Cường chết rồi. A Cường chết rồi? Các người nghe thấy chưa, tôi không có nói qua cho các người chứ. A Cường bị người của Bạch gia cô giết đó. Sư phụ, chúng tôi dẫn theo A Cường tới kho hàng Bạch gia tìm hàng, nào ngờ lại xung đột với người của họ. Các người biết A Cường biết chỗ giấu hàng cho nên giết người bên đầu mối. Các người là bọn vô lại, dám ngậm máu phun người. Bạn Vĩnh Trinh, một cô gái xinh đẹp như vậy sao không nói chuyện lý lẽ? Các người không nói lý lẽ thì có,
giết chết người ta rồi đổ lỗi cho Bạch gia chúng tôi. Bạch Trinh Trinh, kêu mẹ anh mau thả cô hai. Nếu không... Nếu không thì sao? Hôm trước tôi tát cậu mấy cái chưa đủ sao? Mã Lão phu nhân, chúng tôi không mời bà đến, thú thật là có lỗi. Chẳng qua cô hai nhà tôi nhất thời tức giận, mong Mã Lão phu nhân hãy nương tay cho, đừng trách thổ bối làm gì. Trong chuyện này nhất định có sự hiểu lầm, khẳng định phải có cách giải quyết thôi. Cậu nói câu này tôi cảm thấy nghe lọt tai lắm. Cô có làm sao không? Sao lại xin tha cho tôi mà dính trình tôi cho anh hay? Vì chuyện này tôi không bỏ qua cho anh đâu. Tức chết đi được, tức chết đi được mà. Chuyện gì, chuyện gì? Ai đã chọc con nổi giận? Ba, mà Dính Trinh hiếp người quá đáng, còn bà cụ đáng ghét đó nữa, bà phải giúp cho con, cho họ một bài học đó. Con lại đến Trấn Đông Bang à? Đừng bao giờ La Trạm là hai tên ăn hại. Lúc họ gặp mẹ của bà Dính Trinh, ý như chuột cắm mèo vậy, thậm chí không dám thở mạnh. Tức chết đi được mà. Con đến đó vì hai tên phản bội của Trấn Đông Bang.